Ăn vừa rồi thì cháu Lực nhận được là 64 triệu không trăm là 55 ngàn của bác. Thế còn cái khoản này thì bây giờ anh sẽ trích ra là 50 triệu để lo cái phần khoản ngân hàng cho em trước nhé. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả các khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi vào nhà của em Quân với lại ông bà, cô bác. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì có hai cái lý do cô bác. Và thứ nhất thì đi trao tặng một cái phần quà là của bà Lon quá gửi có gửi cho em Quân với lại ông bà, và thêm một cái lý do thứ hai nữa là đi vào cháu Lực sẽ công khai cái số tiền mà trong thời gian qua cháu Lực đã nhận bao nhiêu, và đến ngày 19 tới này cô bác này thì cháu Lực sẽ cùng em Quân với lại thêm anh trưởng thôn đi vào xã để giả cái phần khoản ngân hàng cho em Quân đấy cô bác. Thời gian qua thì có thể là bà con ở trên này đang vào mùa vụ gặt, với lại do là thời tiết không ủng hộ cháu Lực cho lắm cô bác, cho nên là trời mưa miên man suốt ngày, cháu Lực chưa thể lấy vật liệu vào nhà của bác cháu được. Thì rất mong các ông các bà, các cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản là thời tiết của bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các ông các bà, cô chú anh chị cùng theo dõi hết video ạ. Hay hôm nọ thì cháu Lực có đi xuống ấy cô bác, thì cái chỗ đoạn đường nhà của em Quân này cô bác này, và cháu Lực cũng đã ghi hình rằng rồi là cái chỗ đoạn đường này thì bà con lấy xe máy đi xuống đường này cô bác này, còn dùng để chở cát nữa, nhưng mà nếu mà mưa thì không có chở được cô bác. Hai hôm nay thì có vẻ như là mưa rất là lớn cô bác này, những cái bánh vết xe này tạo thành một cái bánh, một cái vết rất là sâu luôn. Ở đây gặp thanh niên không biết đang làm gì đây, muốn đóng rồi đấy. Đang sửa nước à? Nước này lấy từ đâu về ấy? Nước này lấy từ đâu về? Nguồn đây. Nguồn đây á? Vâng. Ôi sao nước này trông kiểu bẩn bẩn đấy? Bẩn. Nó vừa ấy đâu. Ôi, nó này có quát nhiều ấy à? Đấy, cứ mưa một cái là bà con ở trên này đi sửa ống nước rất là vất vả đấy các bác này. Thôi sửa đi nhá, anh đi xuống dưới đây. Những cái khe này của bác này nó có mạch nước ra một tí thì bà con tận dụng lại là mang về nhà để uống được cô bác. Cái nguồn nước này hình như là mang xuống nhà của em Quân được cô bác đấy. Nhìn trong và nhìn trong là có vẻ như là bên trong rất là có nhiều cái cát nhỏ. Bây giờ thì chỗ đoạn đường nhà em xử chắc phải là nắng thêm độ thêm lại vài ba hôm nữa thì mới dám chở được vật liệu vào các bác. Thế học như trên vùng cao này bà con, cái dây điện của bà con người ta các bác là toàn dùng bằng cái cây sao mộc thôi, tận dụng cái cây sao mộc để mà làm cái cột thôi. Chưa có thể là mua được những cái cột cột bằng sắt về để mà làm. Cái đoạn đường này thì cháu Lực cũng ghi hình lên rất là nhiều rồi cô bác, chắc là cũng rất là quen thuộc với cô bác rồi, và hầu như là con đường này đã rất là quen thuộc với cháu Lực rồi. Mỗi lần là đi xuống thì cháu Lực đều đi xuống con đường này nhiều hơn. Nhà em Quân thì có hai con đường mà đi xuống cô bác, một con đường là ở dưới kia kìa. Con đường đấy thì lấy xe máy được gần, hầu như là gần đến nhà của em Quân luôn. Nhưng mà đường mưa, cứ mưa vào là không có thể là đi được đâu cô bác. Rất là trơn. Xong rồi quãng thời gian mà di chuyển thì bây giờ cũng đã gần đến nhà của em Quân rồi cô bác. Có vẻ như là hôm nay nhìn bầu trời rất là âm u cô bác, do là mưa cả sáng từ từ sáng đến trưa luôn thì mới tạnh được. Trên cái chỗ khu nhà của em Quân này thì hầu như là bà con với lại nhà của em Quân thì cũng đã gặt và thu hoạch lúa xong hết rồi cô bác, thu hoạch thóc xong hết rồi cô bác.
Ở chỗ này thì có vẻ như là có một cái view cũng rất là đẹp đấy các bác này. Một cái hướng mà nhìn tới tận tới huyện luôn. Và thời gian này thì có vẻ như đang mưa một chút này các bác này. Có rất là nhiều sương mù, có cả những cái sương mù, đám mây sương mù màu trắng. Có cả đám mây sương mù mà nó màu hơi hơi màu đen đen một chút các bác. Những cái đám mây sương mù màu đen thì nó chuẩn bị như là sắp mưa rồi đó. Cái đường mà đi vào chỗ nhà anh Quân thì chỗ này chị bác này, cô bác này đi cực kỳ là nguy hiểm này, rất là trơn cái đoạn này. Có lẽ là cái đoạn này trơn quá thì chắc là nên dừng ghi hình thôi cô bác. Không may một tí mà lại làm cái máy quay hỏng thì lại không có kinh phí để mà mua nữa. Xong sau một cái quãng thời gian mà di chuyển các bác, phải nói là hôm nay mưa các bác thì di chuyển rất là khó khăn. Bây giờ cũng đi đến nhà của em Quân rồi các bác này, cho Đức thử xem vào trong này là hôm qua mưa to và mưa dài thì có bị sạt ở chỗ nào không. Cũng rất là may là không có bị sạt thêm nữa các bác. Bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo chân cháu Lực đi vào nhà của em Quân một chút. Vậy trong này thì bây giờ đang cháu Lực đang nhìn thấy là có ba đôi dép, chắc là có cả bà nữa là đang ở trong nhà nữa, cả bé Hiếu. Hôm nay thì ngày thứ bảy chủ nhật to con nè, được không? Rồi bé Hiếu thì vừa mới vào đã biết cầm ghế cho cháu Lực luôn này cô bác này. Cho chú à hả? Ra nè hả? Mới ra mày này áo tổ mày này. Mày này Hai bé Hiếu thì chỉ có là bám váy của bà là đi theo bà thôi cô bác. Chắc là mấy hôm nay em Hiếu cũng đi học nhiều nên ra là cũng dần nó quên cháu Lực hơn một chút rồi. Em Quân thì đang rót nước này. Hiếu, bà ăn tặng món ăn này bé, thằng này áo tổ mà. Vậy đây, ăn tặng mà. Thế mà ăn tặng mà. Món này mà xả mà, món này mà. Này mà. Món này mà. Lạ. Mà này mà Hiếu. Hiếu à? Rồi, xin nhá. Rồi, anh nha. Rồi, anh nha, chào Quân nhá. Rồi, em chào anh ạ. Đem cái này đặt đi. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Bé Hiếu thì hôm nay thì không đi học à? Vâng ạ, hôm nay được nghỉ ạ. Hôm nay thì anh xuống đây thì cũng có nhận được thêm một cái phần quà của bà gửi cho em là bà Loan. Vâng ạ. Bà Loan gửi cái phần quà này thì anh nhận được từ 3-4 hôm trước rồi. Nhưng mà do là cũng là nhà em đang gặt nữa. Thành ra là anh cũng bận một chút công việc về cái bản thân của anh nữa. Thành ra là chưa có trao được. Còn là cái lý do đấy bận thế thì chắc là cô bác thì cũng biết rồi. Cái thùng quà này thì trong là cháu Lực cầm và cảm nhận được thì trong là toàn quần áo thôi. Ông thì đi đâu rồi? Ông thì đi lấy cỏ. Lấy cỏ à? Vâng ạ, biết đây rồi. Ông thì cũng về đây rồi. Vâng ạ. Ông thì vừa đi lấy cỏ về rồi các bác này. Hiếu, chào. Hiếu có cầm theo một cái phần quà là của bà Loan ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Loan thì hầu như là những hoàn cảnh mà cháu Đức đi chia sẻ thì bà đều là gửi đồ tới cho những hoàn cảnh đấy các bác. Ở đây thì hôm nọ thì cũng có cả em Sử này, có cả ông cụ ở dưới kia nữa. Và có cả thêm em Quân nữa. Em Quân thì hôm nọ cũng cháu Đức cũng đã gửi xuống cái khoản phần quà bà Loan này xuống cho em Quân rất là nhiều rồi. Quân lấy cho anh mượn một con dao này. Lấy cái dao rồi, kéo chú. Lấy cái kéo cũng được. Hôm nay đi học thế nào hả Hiếu? Đi học có khóc không? Này có vẻ mặt hơi buồn một chút này. Chắc là do thời tiết hơi lạnh một chút đấy cô bác. Nên là trẻ con. Bây giờ được ăn cơm ở trong rồi đúng không? Vâng ạ. Anh Hiếu ấy. Vâng ạ.
Đấy, bà thì gửi đồ lên của bác rất là cẩn thận, cuốn rất là nhiều cái lớp túi bóng này, sợ là bên vận chuyển đấy người ta sẽ có thể không do sơ sót người ta một chút, cho nên là sợ bị ướt ấy, cho nên là bà chuyển bà bọc rất là cẩn thận. Đấy, trong này thì cháu được nhìn thấy là toàn là đều là quần áo hết cả thôi. Bây giờ thì nhìn thấy là toàn là quần áo thì một tí phải mở ra thì mới biết được bên trong ấy là. Đây thì có cả, không biết đây là. Gửi cho cháu Lực có vẻ là nhắc những cái lời nhắc rất là cẩn thận của bác này. Có cả những cái tờ giấy mà bà ấy gửi ra riêng. Gửi cho cháu Lực quần áo trong túi xanh là của ông cụ. Còn túi quần áo của em bé và em và cháu Quân. Hai áo cho ông của cháu Quân. Cô buộc nịt quần áo của bà nữa. Cháu ơi, lần trước cô gửi cho em bé rất nhiều, sao không thấy em bé mặc? Lần này cô gửi váy đầm chỉ cần mặc quần cọc rồi mặc váy ở trên là được, vì là bé gái cháu cố gắng kêu gọi được tiền thì mua đất chỗ nào dễ đi lại một chút, nếu sau này ông bà có mất đi hay hai anh em còn thuận tiện đi lại và làm ăn học hành hay ốm đau đi viện cũng nhanh, nhưng phải có chỗ đông người, có bị ốm cũng còn nhờ được hàng xóm giúp đỡ, chứ ở nơi đây ở đường đi lại quá xa có khó khăn. Cháu cố gắng giúp đỡ Quân hai anh em nhé, cháu giữ gìn sức khỏe. Nhận được thì cho em bé nó mặc, để lần sau nếu có cô còn xin để gửi lên cho bảo cháu quên mùa này thời tiết ở ngoài đó hơi lạnh, nhớ đun nước sôi rồi pha tắm cho em bé. Cảm ơn cháu nhiều. Đây là những cái lời dặn của bà Loan gửi tới cho em Quân và gia đình. Còn em Quân thì cũng đã biết đọc rồi đúng không? Vâng. Đây, giữ tờ này lại mà đọc đấy. Vâng ạ. Đây, ở đây thì cái đây Quân. Đây thì hầu như là quần hết thôi. Quần này chắc là ông thì mới mặc được. Đây, mùa này thì vẫn còn mặc được quần đùi một chút này. Vâng. Đây, ở trong này thì có cả kẹo này các bác này. Bà thì gửi cả kẹo luôn, cả bánh luôn. Có bà gửi rất là nhiều bánh của bác ở dưới này ấy. Đó, chào này chào dưới đấy ấy. Này xin xin là xin không xuống mông xuống mông xin xuống mông xin xin xuống mông xin bác huyền mà xin tiếc chi mà xuống mông xin ngà mông xây giao đu hóc bác huyền à xin mà này cục còn đây là những cái bộ váy cho bé Hiếu ấy này. Đấy, cái bộ váy này thì có thể là anh xem nào, hình như là đấy, vẫn hơi to một chút cô bác, tại vì là bà cũng chỉ theo dõi được những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thôi, cũng chứ không có được gặp mặt trực tiếp, cho nên là cũng không có lựa được những món đồ mà cực kỳ vừa vặn đâu. Những cái món đồ mà các bác gửi lên thì các bác cũng suy nghĩ rằng là sợ là thêm có thể là 1-2 năm nữa các em lớn rất là nhanh thì mặc những cái bộ nó rộng ly thì nó sẽ rất là vừa. Thay quần thì cho bé Hiếu nhé. Đấy, còn đây là của áo của ông này. Đấy, bà thì rất là chú đáo buộc nịt ra hết này. Áo này thì còn rất là mới và rất là đẹp các bác. Đưa cho ông. Đấy, bà thì cũng gửi rất là nhiều bánh ở trong này các bác này. Đấy, bánh này thì cho Lực xé để cho bà với lại ông. Bánh này thì rất là mềm các bác này. Đây này cho ông nữa này. Vâng. Còn là những cái bộ quần áo này là quần áo của bà này.
Thì có vẻ trong thời gian qua thì cháu Đức lên chia sẻ hoàn cảnh của ông với lại của gia đình của em Quân, cô bác thì có rất là nhiều, cô bác cũng gửi quà rất là nhiều cho em Quân. Con bò này thì là vừa em Quân hay Quân? Vâng ạ. Đấy, cả áo này nữa này. Vâng ạ. Còn mấy cái bộ quần áo, mấy cái váy đấy thì là của bé Hiếu đấy nhá. Vâng ạ. Đấy, bé Hiếu thì bây giờ có nhiều quần áo ấy thì thay cho em ấy thường xuyên nhá. Vâng ạ. Đây còn quần này sẽ là quần của ông này. Vâng ạ. Hay để cho ông mặc này. Vâng. Ông thì hầu như là mặc những cái quần mà truyền thống của dân tộc ở trên này thôi cô bác này. Vâng. Cũng là của ông hết rồi. Đấy, áo này cũng là cho ông. Vâng ạ. Đấy, còn mấy cái áo áo này thì xem là số bao nhiêu. Ô, số này thì là vừa ông rồi, số lớn rồi. 40, này, còn cái này là của em đây này. Cao đai bực kinh nhỉ. Tiếng đẹp của hắn giá cho sạch tiếng liếm tộc. Vậy áo này thì em mặc thì nó mới áo này thì lớn một chút thì mặc nó rất là thoải mái rồi đây. Đấy, cả đây nữa. Thế áo thì cũng rất là đẹp này các bác này. Đấy, còn này cái phần quà này thì được là bà Loan bà gửi cho nhá. Vâng. Con cảm ơn bà đã gửi quà cho bốn ông cháu. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Đây, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã gửi cái phần quà của bà Loan tới cho em Quân với lại gia đình của em Quân các bác. Và hôm nay xuống cháu Lực cũng có thêm một cái lý do nữa rằng là trước khi đi giả cái phần quà ngân hàng thì cháu Lực muốn thông báo cho em Quân với lại ông bà là cái số tiền trong vừa qua thì cháu Lực đã nhận được là bao nhiêu các bác nhá. Đây thì hôm nọ thì anh cũng đã nói rằng là sẽ giả cái phần khoản ngân hàng cho em trước đúng không? Vâng ạ. Đấy, còn bây giờ thì anh cũng cầm sổ xuống và trong thời gian qua thì anh đã nhận được của các mạnh thường quân là bao nhiêu thì anh sẽ đọc cho em nghe và cho ông với cả bà nữa. Vâng ạ. Thế còn bà thì chỉ có nghe thôi, chắc là cũng không có hiểu ở đâu. Vâng ạ. Thì một tí nữa anh sẽ nói lại tiếng Nùng với lại bà cho ông để nghe. Vâng ạ. Thế ở đây thì cũng được rất là nhiều các mạnh thường quân thì cũng có đồng ý với ý kiến rằng là sẽ giả cho em cái khoản ngân hàng trước. Vâng ạ. Vâng ạ. Để bỏ trên đôi vai của em một cái gánh nặng ngân hàng đó. Vâng ạ. Chứ không bây giờ một tháng mà đóng một, bây giờ thì hiện tại là không đóng đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà nữa sau 18 tuổi thì người ta sẽ cộng dồn lãi vào để người ta mới thu một lần. Vâng ạ. Hay đến lúc đấy mà em không có tiền thì người ta sẽ thu hồi tài sản của em với lại ruộng đất của nhà em thôi. Vâng ạ. Đấy. Thế lúc mà bạn này lán hát được phò ta cùng không? Nga phiên lán mà chia sẻ lên bạn này lán lần đây cần giờ lên bạn này lán đó không? Ừ. Thời tiết hôm nay thì có vẻ là xe lạnh một chút rồi cô bác. Ông thì cũng có mặc cho mình thêm những cái bộ áo khoác. Bé Hiếu nữa, cả bà nữa. Quân thì sao không mặc áo khoác? Em chưa rét mà em. Chưa rét á? Vâng. Ngày 18 tháng 8 thì có cô giấu tên có gửi cho em Quân là 2.500.000 và cô có gửi riêng cho Lực để làm kinh phí đồ xăng đi lại là 500.000. Ngày 18 tháng 8 thì có bác Quang ở Mỹ là 2.000.000 và gửi riêng cho cháu Lực để làm kinh phí đồ xăng đi lại là 500.000. Ngày 18 tháng 8 thì có cô Bình Dương, cô có gửi là 900.000 và cho cô có gửi là 1.000.000 và cho cháu Lực làm kinh phí đồ xăng là 100.000. Ngày 28 tháng 8 thì có cô Nguyễn Thí Kiều Thu gửi là 1.000.000 và cô có gửi riêng cho cháu Lực là 380.000 để làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 20 tháng 8 thì có cô Nguyễn Thí Kiều Thu có gửi là 1.000.000 và cô có gửi riêng cho cháu Lực là 380.000. Ngày 20 tháng 8 thì có bà Khanh có gửi là 1.000.000. Ngày 19 tháng 8 thì có cô giấu tên là 500.000. Ngày 19 tháng 8 thì có bà Bảy ở Đồng Nai là 500.000. Ngày 21 tháng 8 có
chị Hoàng Thị Phượng là 200.000. Ngày 21 tháng 8 thì có bác Đỗ Thảo ở Mỹ là gửi 9 triệu đồng và gửi riêng cho cháu Lực là 830.000 để làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 22 tháng 8 thì có bà Ngô Thị Lan ở Từ Sơn, Bắc Ninh là 500.000. Ngày 22 tháng 8 thì có bác Nguyễn Hải ở Mỹ là 2.360.000 và 597 và bác ấy để gửi riêng cho cháu Lực để làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 23 tháng 8 thì có chị Nguyễn Thị Quế gửi 300.000. Ngày 23 tháng 8 thì có cô Út Hồng gửi là 1 triệu đồng và cho cháu Lực là 200.000. Ngày 23 tháng 8 có bác Xuân Vũ ở Úc là gửi 5 triệu đồng và gửi riêng cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng là 530.000. Ngày 25 tháng 8 thì có cô Võ Thị Nương ở Úc là 2 triệu đồng. Ngày 27 tháng 8 thì có bà Bùi Thị Hoa là gửi 500.000 và cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng là 200.000. Ngày 28 tháng 8 có bác, có bà Phong Trương ở Mỹ là gửi 2 triệu đồng và cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng là 360.000. Ngày 29 tháng 8 thì có cô Thủy Bình Xuyên Vĩnh Phúc là 500.000. Ngày 3 tháng 9 thì có cô bé ở Mỹ là gửi 10 triệu và 10.080.000 và 80.000 thì cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 6 tháng 9 thì có bà Chu Diên là gửi 1 triệu đồng. Ngày 24 tháng 9 là có bác Nguyễn Phong Tường gửi 500.000. Ngày 25 tháng 9 là có chú Tiến gửi 1 triệu và cho cháu Lực là 100.000 kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 4 tháng 10 thì có bà Đào Nguyên gửi 1 triệu đồng và cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 200.000. Ngày 4 tháng 10 thì có cô giấu tên ở Bắc Hà có gửi là 1 triệu đồng. Ngày 6 tháng 10 thì có cô bé ở Mỹ gửi là 12.140.000. Ngày 5 tháng 10 thì có bà An Phạm ở Mỹ gửi 1.215.000. Ngày 6 tháng 10 thì có bác Thảo Đỗ ở Mỹ gửi 4.840.000. Và tổng số tiền mà ăn vừa rồi thì cháu Lực nhận được là 64.055.000 của bác. Thế còn khoản này thì bây giờ anh sẽ trích ra là 50 triệu để lo cái phần khoản ngân hàng cho em trước nhé. Vâng ạ. Để lo về cái phần khoản ngân hàng trước tiên để cho em bỏ đi trên đôi vai của mình một cái gánh nặng á. Thế còn bây giờ thì anh cũng sẽ nói với bà rằng là ông bà là trong thời gian qua thì anh đã nhận được cái khoản mà hỗ trợ cho em là bao nhiêu tiền nhá. Đấy, lúc mà tức quản thằng cắn đây là xây cùng tập hợp đại quân kêu gọi lấy từng lễ đấy sóc tiếp tỉ chiều. Sóc tiếp tỉ chiều. Đấy lên trong văn bực văn lư lên phải giả phần khoản ngân hàng tức quản. Khoản ngân hàng lên thổi phải hai tiếp chiều à. Giả nước phần dư còn lại lên ở ba tốt thì thổi bán rằng sân nước mi cơ ủng hộ thêm lên còn nó ba trôi lên dân đã hót cả giảng viên rồi. Cái cả này lên làn các bộ ngân á từ lư xe để cờ đấy cả này làn nó chở ở ba tôi bao còn lư sát răng văn tư bổ mi à lên làn còn hát chỗ đây đấy cả này cái này bông bà cái tòa ngải chuồn dân lên sát thùng văn trên đi một tù ăn dân lên làn các bộ can chuồi đi một tù à đây đấy. Ừ. Đấy vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói với ông bà giúp đỡ chạy đi giúp đỡ đầy chạy thùng luôn. Cái vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói với ông bà rằng là cái thời gian qua cháu Lực là kêu gọi là được bao nhiêu tiền. Thì hiện tại thì ông bà cũng đã biết về cái khoản này rồi cô bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực với em Quân với lại thêm anh trưởng thôn nữa sẽ đi vào bên xá để giả cái phần khoản ngân hàng cho em trước cô bác. Ở đây thì đến ngày 19 thì bên ngân hàng chính sách người ta mới lên thu tiền thì cháu Lực mới lên để chi trả được cái khoản này. Đấy, còn sổ ngân hàng thì hiện tại là em vẫn đang cầm đúng không? Hay cứ cầm đến hôm ngày 19 rồi thì anh em mình lên trên nhà của anh trưởng thôn rồi thì anh sẽ lên
và trả tiền cho em cái khoản đấy. Vâng. Đấy. Đấy, trong thời gian qua thì em cái số tiền mà anh kêu gọi cho em thì em cảm thấy là ít hay là nhiều? Nhiều ạ. Nhiều à? Vâng. Lúc mà bố đã ra đi và biết là mình nợ cái khoản ngân hàng như này thì em có nghĩ là mình liệu mình có giả nổi không? Không ạ. Không à? Vâng. Đấy, nhưng mà bây giờ mà để em đi giả cô bác thì không biết là phải làm bao nhiêu năm thì mới đủ 50 triệu để mà giả được cái ngân hàng cô bác. Thế bây giờ thì em chỉ có lo cuộc sống ở trong gia đình thì nó cũng đã khó khăn rồi. Nó đã cực kỳ khó khăn với em rồi. Đấy, còn là qua cái thức phim này thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông, các bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã gửi những tấm lòng vàng tới cho em Quân, giúp cho em Quân có một cái khoản quý mà nó rất là lớn để cho em Quân được giả cái phần khoản ngân hàng của em trước. Xin cảm ơn cô bác anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Và xin được gửi một lời cảm ơn tới bà Loan. Hôm nay thì cái phần quà của bà gửi cho các em thì rất là đẹp. Và không phải diễn tả như thế nào nữa cô bác. Trong thời gian qua thì em Quân cũng được rất là nhiều cô bác anh chị gửi những cái quần áo, những cái bộ quần áo và những cái đồ dùng cho em rất là nhiều. Thì có thể là em với ông với bà với bé Hiếu là thay đổi quần áo là một ngày một bộ thôi. Đấy, trước kia thì có vẻ là có một hai bộ quần áo thì không nói, nhưng mà bây giờ thì có nhiều rồi thì mình lớn lên rồi thì mình cũng phải là biết chỉ dạy em nhá, nhắc nhở cho em. Em thì bây giờ nhắc nhở thì em chưa nghe được đâu. Thì em sẽ phải là vừa nhắc này mà vừa làm cho em luôn. Đấy. Em cũng gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông các bà nhá. Con xin cảm ơn tất cả các ông các bà đã gửi tiền cho lo cho phần khoản ngân hàng của con. Con chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Bây giờ thì ông với bà cũng chỉ nói được những câu tiếng Nung mà gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thôi. Thế còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Con xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.